Em Hoàng An của siêu thị ô tô Bình Dương xin gửi lời chào đến tất cả chú Hoàng thân yêu. Giữa một rừng xe như này, đây, anh chị có thấy nhiều xe không ạ? Bao la bát ngát đúng không ạ? Siêu thị ô tô Bình Dương quá nhiều những cái mẫu xe đã qua sử dụng chất lượng. Đó. Và hôm nay em An sẽ giới thiệu và lựa chọn trước mắt anh chị là một mẫu xe rất hot, một chiếc 5+2, một mẫu MPV 5+2, một chiếc Xpander số sàn 2021. Đó. Số sàn màu đen và em này là nhập Indo nguyên con. Một chiếc xe mà chủ cũ mới chỉ kịp chạy có 3.500 km thôi chị ạ. Chủ cũ mới kịp chạy hơn 3.000 cây số cho một em MPV vậy. Và lớp sơn zin tuyệt đối 100% luôn. Đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2024. Xpander số sàn 2021 nhập Indo. Tất cả vỏ theo xe sơ cua chưa lăn, sơn zin 100%. Và đời 2021 này đã được trang bị cho anh chị tay cửa mạc chrome này. Đây là một em MPV rất nhiều anh chị Hoàng thân yêu có hỏi. Và đây cũng là một chiếc xe duy nhất tại bên em thôi. Ghế lỉ zin theo xe và em xe này chủ cũ đã lên nót sàn cho anh chị rồi. Đây, cho anh chị tham quan đồng hồ cùng em xe MPV đây. 3.583 km cho em xe này. Cũng chẳng có gì để bàn đúng không anh chị ạ? 3.583 km thì em An nghĩ rằng đây là một chiếc xe không có gì để bàn. Mà chỉ bàn về giá thôi, đúng không ạ? Đây là một chiếc xe mới thôi. Ni lông còn rất là nhiều. Em xe này thì chủ cũ cũng đã lên cho anh chị màn hình. Là màn hình rồi, có cam lùi và có cam hành trình ở đây. Quá ok đúng không ạ? Cho một em xe Xpander số sàn rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là mẫu xe mà khách hàng của em ăn rất là nhiều. Cũng may mắn là bên em cũng đã về kịp một em xe thực sự rất là mới. Mọi chi tiết là không có gì để miêu tả. Đấy, keo chỉ là bao zin, máy zin đúng đồng hồ. Mới đi có 3.500 km thôi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và anh chị cần những sản phẩm về xe cũ chất lượng thì bên em luôn có. Siêu thị ô tô Bình Dương luôn đặt tiêu chí chất lượng xe lên hàng đầu. Và luôn mang đến cho anh chị những cái trải nghiệm, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm tốt nhất. Đây là không gian của hàng ghế thứ ba. Trần nỉ zin theo xe chị nhá. Và phần trần này được trang bị hốc gió điều hòa. Nội thất thì là ở đời 2020 này đã là màu đen rồi. Và 2021 cũng vậy. Nó sạch hơn. Chứ 18, 19 thì chị biết là cái màu kem nó khá là dơ. Ok. Nó sàn đầy đủ hết cho anh chị luôn. Các chi tiết chưa tháo mở nhá. Không có gì để miêu tả đâu. Và chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Hoàng An. Hoặc lên trực tiếp bên em siêu thị ô tô Bình Dương. Tọa lạc duy nhất tại một địa chỉ số 1968 ngã ba ông xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Vỏ là theo xe hết anh chị nhá. Vỏ là theo xe hết và đây là đết vỏ này. Đết lốp này. Tuần thứ 8 năm 2021 anh chị nhá, tuần thứ 8. Đấy, các góc cảng này nước sơn zin hết này. Sơn zin này. Nói chung em xe này rất là mới ha. Thiết kế của Xpander thì rõ ràng rất là đẹp rồi. Thiết kế từ cụm đèn pha đến cụm đèn gầm, đèn hậu cũng đều rất là đẹp. Biển Bình Phước, tên tư nhân một chủ từ đầu. Đây. Quá ok cho một em xe chất lượng các bạn, một em hàng lướt rồi. Đấy, có nhiều anh chị thích những chiếc xe đi ít thì rõ ràng bên em đều có luôn để phục vụ anh chị. Đây là một chiếc xe quá ít rồi. Quá ít rồi. 2021 mình chủ xe mới chạy có 3.500 km. Còn thơm mùi xe mới. Sơn cua chưa lăn nhé. Phần gầm xe đây bên em không có rửa luôn. Để mộc như vậy luôn. Tại vì đây là một chiếc xe có gì đâu để bàn đâu ạ. Đúng không ạ? Rất là mới đâu. 3.500 km, cụm đèn hậu sau giải led này. Các góc cảng này sơn zin tuyệt đối hết. Nói chung là xe này cực kỳ là hiếm. Cực kỳ là hiếm. 2021 luôn đấy chị nhé. Được cái hàng nhập. Nhập rất là ok. Anh chị vẫn biết rồi. Chúng ta luôn luôn chuộng đồ nhập. Và thực sự với chị rằng ở một chiếc xe hàng nhập thì đánh giá cách công tâm thì nó chắc chắn hơn. Chắc chắn hơn. Khung gầm chắc chắn hơn rất là nhiều. Các keo chỉ nên là bao zin nhé. 2021 và được cái là lên cho chị cái tay cửa mạng hôm sẵn rồi. Hãng đã vào cho chị rồi. Ok. Xpander này cũng được trang bị cho anh chị ABS
cân bằng điện tử đầy đủ hết. À, sinh nhan tích hợp đây, em này có một vết chày này, em sẽ xử lý cho anh chị nhá. À, bắt đầu tất cả là bỏ theo xe hết, rất là mới. Phần đầu xe thì rõ ràng rất là đẹp rồi, đầu xe có Xpander thì không chê vào đâu được. À, giải led định vị ban ngày, phần đèn pha được kéo thấp xuống dưới, phần đèn gầm sương mù thì chưa có chị nhá, đèn gầm sương mù chưa có. Đăng kiểm là còn đến tháng 6 năm 2024 đây. À, máy rất là mới này đây. À, êm ái và nhẹ nhàng luôn, rất là nhẹ nhàng. Mới theo nhiên liệu thì vô cùng tiết kiệm, chỉ khoảng 6 lít thôi. À, ok, rất là mới nha chị nhé. Đấy, mọi chi tiết không gì để bàn. À, quay rất là kỹ để chị mình quan tâm. Rồi, cảm ơn chị đã theo dõi video của em An cũng như siêu thị ô tô Bình Dương. Xin gặp lại chị ở những mẫu xe tiếp theo. Và chị quan tâm về một em MPV 5+2, một em Xpander số sàn sản xuất 2021, mới chạy đúng đồng hồ 3.500 km thì alo cho em An. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.